Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 11 giờ, hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2021. Chiều 4 tháng 1, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì. Thưa ủy quyền của Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, đã công bố quyết định công nhận Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021 đến 2026, bao gồm 19 thành viên. Đồng thời, công bố quyết định công nhận Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 đến 2023 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 đến 2026 cùng các đồng chí được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021 đến 2026 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị ở Trung ương và địa phương thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ cá nhân và tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 đến 2026, đồng chí sẽ nỗ lực cố gắng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường và của Học viện trong thời gian tới. Ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên họp và thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, đối với ông Phan Mạnh Cường. Ông Cường bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, theo quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 146 khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyên trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, theo quy định tại khoản 2 điều 179 Bộ Luật Hình sự. Việc khởi tố đối với ông Cường được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê chuẩn tại quyết định số 13 cùng ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 79 khởi tố vụ án hình sự, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2014. Ông Cường bị khởi tố vì sai phạm khi còn làm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. Sau đó ông Cường giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại Tịnh Thất Bồng Lai. Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt khởi tố vụ án, tuy nhiên chưa công khai nội dung khởi tố. Ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại Tịnh Thất Bồng Lai, tức hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Trao đổi với phóng viên, ông Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận vụ việc khởi tố trên và cho biết về nội dung khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang xác định. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí, ông Minh nói. Trong khi đó, từ trưa cùng ngày, phạm vi quanh hộ bà Cúc đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, không cho người lạ đi vào. Việc khởi tố lần này của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An nhằm làm rõ những hành vi có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Trước đó,
Sở Nội vụ tỉnh Long An cũng đã có đoàn kiểm tra liên ngành tại cơ sở này, xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định luật pháp liên quan. Vào thời điểm kiểm tra của đoàn, trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng khi hỏi về việc dựng tượng Phật, mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo, những người trong nhà bà Cúc đều cho rằng đây là nhà riêng, mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo và khẳng định việc ăn mặc như trên là để tu tại gia, chứ không có ai có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo nào. Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống, với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra, còn có một bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi, và một bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Tuy nhiên, 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia game show thách thức danh hài vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người. Ngày 4 tháng 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin, một thuyền viên đi trên tàu cá bị rơi xuống biển mất tích. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTH-96209 Tiến Sĩ, nơi có nạn nhân rơi xuống biển được biết và có biện pháp hỗ trợ, tìm kiếm. Bên cạnh đó, Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cũng phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tàu cá BTH-96209 Tiến Sĩ được biết và tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt kịp thời nạn nhân nếu phát hiện. Thông tin ban đầu, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tàu cá BTH-96209 Tiến Sĩ, công suất 168 mã lực, hành nghề lưới dê xuất bến tại cảng cá La Di Đi khai thác hải sản. Trên thuyền gồm 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Kỷ, 44 tuổi, phường Bình Tân, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận làm chủ, đồng thời là thuyền trưởng. Đến 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021, khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách tây nam cửa biển La Di, khoảng 40 hải lý thì phát hiện thuyền viên Ngô Tấn T, 27 tuổi, khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Di không có mặt trên tàu, nghi bị rơi xuống nước mất tích. Ngay lập tức, thuyền trưởng tàu cá BTH-96209 Tiến Sĩ thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần đó biết, phối hợp tìm kiếm nạn nhân nhưng hiện chưa tìm thấy. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, nhân dịp 130 năm phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô, hàng chục chiếc xe hơi đắt nhất thế giới đang được trưng bày tại triển lãm xe hơi tại Los Angeles, Mỹ. Những chiếc siêu xe có giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ đang là tâm điểm của giới mê tốc độ trên toàn cầu. Triển lãm Hypercars, sự quyến rũ của những điều đặc biệt, đã tóm lược lại sự phát triển huy hoàng của ngành sản xuất ô tô trong hơn 130 năm qua. Triển lãm bao gồm 11 mẫu xe ý tưởng và nguyên mẫu chạy bằng nguyên liệu khí, 4 chiếc động cơ hybrid và 3 chiếc chạy hoàn toàn bằng điện. Điều đặc biệt là các thành phần cấu tạo của Klinger 21C Hybrid rất tiên tiến và được hỗ trợ bởi công nghệ AI trong điều khiển. Những chiếc ô tô tại triển lãm lần này được đánh giá là nghệ thuật và là nơi duy nhất trên thế giới người hâm mộ tốc độ được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật xe hơi. Một trong những chiếc xe đáng chú ý nhất là chiếc Ferrari LaFerrari Aperta 2017 trị giá 2,1 triệu đô la Mỹ, hay chiếc Bugatti Veyron 16.4 trị giá 1,1 triệu đô la Mỹ, với động cơ 8 lít tăng áp, tốc độ tối đa 407 km/h. Chiếc xe này được giới chuyên gia đặc biệt danh là thần sấm Thor. Triển lãm sẽ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên sẽ được trưng bày cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Phần thứ hai của các phương tiện sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 14 tháng 5 năm 2023. Dự kiến tới thời điểm kết thúc triển lãm, sẽ có khoảng 30 chiếc siêu xe được trưng bày. Vừa qua, năm cường quốc hạt nhân là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đã nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang. Tuyên bố chung hiếm hoi của năm cường quốc hạt nhân được đưa ra
trước thềm một hội nghị của Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố chung, 5 cường quốc hạt nhân đồng thời là 5 quốc gia ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định không thể có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, và cuộc chiến này không bao giờ nên xảy ra. Tuyên bố cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và tầm quan trọng của việc duy trì và tuân thủ các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân song phương và đa phương. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày bày tỏ hy vọng tuyên bố của 5 cường quốc hạt nhân sẽ giúp xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh tình hình an ninh có nhiều biến động. Trung Quốc khẳng định tuyên bố giúp tăng cường lòng tin lẫn nhau giữa các cường quốc. Theo truyền thông Israel, nước này vừa ghi nhận ca đầu tiên trên thế giới vừa nhiễm virus cúm mùa, vừa nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trường hợp nhiễm kép đầu tiên trên thế giới này là một sản phụ vừa sinh con tuần trước tại trung tâm y tế Rabin, thành phố Petah Tikva của Israel. Giới chức bệnh viện Beilinson thuộc trung tâm Rabin cho biết, nữ bệnh nhân chưa tiêm phòng cúm, cũng như COVID-19 và chỉ có các triệu chứng bệnh nhẹ. Người này đã được xuất viện ngày 30 tháng 12 vừa qua, trong tình trạng sức khỏe tốt. Hiện Bộ Y tế Israel đang nghiên cứu xem liệu một người nhiễm cả cúm mùa và COVID-19 có bị tăng nguy cơ trở nặng hay không. Israel đang khuyến cáo người dân tiêm cả cúm mùa và mũi tăng cường phòng COVID-19 do số ca mắc mới hai bệnh này đều đang tăng mạnh. Trong tuần từ 11 đến 18 tháng 12 vừa qua, Israel có gần 1.900 người nhập viện do mắc cúm mùa, trong đó có hơn 605 trẻ em và 124 thai phụ, sản phụ. Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân nước này nhanh chóng tới các điểm tiêm chủng để tiêm mũi vaccine tăng cường, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron đang tăng mạnh, hiện đã cao gấp 2 lần so với con số trước kỳ nghỉ lễ năm mới. Tiến sĩ Obatkan Kawingpong, Cục trưởng Kiểm soát Dịch bệnh, DDC thuộc Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân nhanh chóng tới các điểm tiêm chủng gần nhà để tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3. Tất cả những người đã tiêm mũi vaccine thứ 2 trước tháng 11 năm 2021 đều có thể tiêm mũi thứ 3. Ông Obat cũng cho biết thêm, mũi tăng cường thứ 4 sẽ được triển khai tiêm cho các nhân viên y tế, những người trên tuyến đầu chống dịch và các nhóm có nguy cơ cao trong vòng 3 tháng sau khi những người này tiêm mũi thứ 3. Hiện, Thái Lan đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 69,7% trong tổng số 72 triệu dân cư nước này. Trong khi đó, mới chỉ có khoảng 7 triệu người, tương đương 10,6% dân số Thái Lan được tiêm mũi tăng cường thứ 3. Thưa quý vị, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng luôn xông xáo, nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì trong các phong trào thi đua của đơn vị, đặc biệt là luôn cháy bỏng đam mê với công tác thiện nguyện, đó là Đại úy Y Việt Trang, dân tộc Sơ Đăng, cán bộ nuôi quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắc Hà, Kon Tum. Y Việt Trang sinh năm 1984 ở làng Long Loi, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, Kon Tum. Sau khi học xong phổ thông trung học, năm 2002, chị được xét tuyển vào đội tuyên truyền văn hóa cơ sở của phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. 5 năm sau, chị được điều về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắc Hà làm chiến sĩ nuôi quân. Gần 15 năm qua, một mình chị phục vụ, nấu ăn cho gần 40 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tuy công việc vất vả nhưng với sự nhanh nhẹn, tháo vát, hết lòng với nhiệm vụ được giao, chị vẫn sắp xếp chu toàn, bảo đảm cơm ngon, canh ngọt. Đồng thời tích cực tham gia công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, Y Việt Trang tâm sự, khi thấy nhiều người trong buôn làng mình, nhất là bà con người dân tộc thiểu số còn thiếu thốn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, cứ hết giờ làm việc hoặc ngày nghỉ cuối tuần, một mình em lại đi quyên góp quần áo cũ, đồ dùng của gia đình quân nhân trong đơn vị về giặt giũ sạch sẽ, sửa chữa lại để đem tặng các gia đình và trẻ em khó khăn. Nhìn thấy những nụ cười của những em nhỏ, những hoàn cảnh nghèo khó khi nhận được những món đồ, niềm vui của em lại được nhân lên gấp nhiều lần. Tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất khó khăn và cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vì thế, năm 2016, chị đứng ra vận động thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Nhóm Hoa Hậu. Nhóm có 10 người tham gia, do chị làm trưởng nhóm. Hoạt động kêu gọi tài trợ của nhóm chủ yếu sử dụng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết nối với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay giúp đỡ người già neo đơn, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sau 5 năm hoạt động, nhóm Hoa Hậu đã quyên góp được trên 6.000 chiếc áo ấm, trên 5.000 bộ quần áo cho trẻ em và bà con đồng bào nghèo ở 6 xã vùng sâu, vùng xa trong địa bàn tỉnh Kon Tum, tặng 50 bộ sách giáo khoa,
150 chiếc cặp sách cho học sinh trường tiểu học xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tặng hơn 1.000 kg gạo cho trẻ em mồ côi người dân tộc thiểu số xã Gia Xia, huyện Sa Thầy. Đặc biệt, nhóm cũng đã kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình nghèo, bị tai nạn, hỏa hoạn, bệnh nhân ung thư với số tiền quyên góp được trên 100 triệu đồng. Có những trường hợp như em Nguyên Như Thảo ở xã Đắc La, huyện Đắc Hà bị ung thư máu, được nhóm kêu gọi cộng đồng ủng hộ trên 50 triệu đồng. Em Nguyễn Văn Kiệt là học sinh lớp 10 ở thôn 1, xã Đắc La bị tai nạn giao thông, cũng đã được nhóm ủng hộ 35 triệu đồng để giúp em điều trị. Chị còn kêu gọi được rất nhiều anh em, bạn bè tham gia vào nhóm hiến máu nhân đạo cho trung tâm y tế huyện Đắc Hà, tham gia mô hình nhặt rác, phân loại rác thải trong gia đình như chai, lọ, giấy vụn để riêng đem bán lấy tiền gây quỹ từ thiện. Chị Y Việt Trang còn nhận phụng dưỡng mẹ Y Léo, dân tộc Sơ Đăng, một mẹ già neo đơn sống một mình ở làng Long Loi, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà. Mỗi tháng, chị hỗ trợ mẹ 20 kg gạo cùng thực phẩm như dầu ăn, mắm, muối, đường, sữa. Vừa qua, chị còn mua cát, sỏi, xi măng, rồi vận động bạn bè cùng nhau lát nền nhà xi măng thay nền đất cho mẹ, mua nệm, chăn, gối tặng mẹ để có giấc ngủ ngon hơn khi mùa đông tới. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chị Y Việt Trang đã có những việc làm thiết thực để chung tay, góp sức vì cộng đồng như vận động cán bộ nữ trong đơn vị và người thân cùng tham gia may hơn 4.500 khẩu trang tặng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, học sinh trường mẫu giáo xã Đắc Rinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân, kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ 15 thùng mì tôm và 7 thùng sữa tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Kon Tum. Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Đắc Hà nói, đồng chí Y Việt Trang là người năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình, luôn hết mình vì công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia nhiều phong trào, mang lại thành tích cao cho đơn vị. Đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái tới mọi người, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, được bạn bè, đồng chí tin yêu, mến phục. Với những thành đạt được, chị Y Việt Trang nhiều năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liền 2017-2021, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, và nhiều hình thức khen thưởng khác. Chị đang được đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tặng bằng khen trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, du lịch Phan Thiết từ lâu đã nổi tiếng với cát trắng, nắng vàng và biển xanh. Nhưng ít người biết rằng, mùa này Phan Thiết lại có một màu sắc hoàn toàn khác lạ và mới mẻ, bởi những rừng hoa keo là tràm vàng ươm rực rỡ. Thời gian vào cuối năm, những rừng keo lá tràm tại Mũi Né đang vào mùa hoa nở, vàng rực một góc trời, du khách cứ đi dọc đường Võ Nguyên Giáp, 706B hay cung đường Mũi Né Bảo Trắng và Hòa Thắng, Hòa Phú, sẽ bắt gặp những hàng hoa keo lá tràm đua nhau khoe sắc, tô điểm, sáng bừng một màu vàng óng ả. Rừng keo lá tràm nở hoa làm bừng sáng cả một góc trời. Những chùm hoa lá tràm như một điểm nhấn vàng tươi trên đồi cát trắng. Phía xa còn có các căn biệt thự và bãi cỏ xanh khiến ai ai cũng muốn ngắm nhìn. Đây chắc chắn sẽ là một background chụp hình không thể nào hoàn hảo hơn cho giới trẻ. Những cánh hoa bung như hình đuôi sóc, thoảng hương thơm dễ chịu khi gió bấc thốc qua. Vào mùa hoa nở, những cánh rừng vàng trở thành nét độc đáo và điểm nhấn tuyệt vời của mảnh đất đầy nắng và gió này. Nhiều bạn còn ví khung cảnh đẹp mê hồn như xuất hiện trong phim Hàn Quốc. Thời gian đẹp nhất để chụp ảnh tại các khu rừng keo lá tràm này là đầu giờ sáng khoảng 8 đến 10 giờ, không nên chụp vào lúc quá trưa vì sẽ bị ảnh hưởng ánh nắng gắt, như vậy sẽ rất chói sáng và nắng nóng không chụp được nhiều. Bên cạnh đó, khung giờ cuối chiều cũng là khoảng thời gian hợp lý để cho ra những bức ảnh siêu ảo, với ánh nắng hoàng hôn trên nền rừng keo tràm hoa vàng. Tuyệt vời nhất là có thể bắt được ánh mặt trời hoàng hôn trong bức ảnh, như vậy sẽ càng nghệ thuật hơn. Rừng keo lá tràm thường nở hoa rộ vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên vào khoảng cuối tháng 12 đến tháng 1 dương lịch, rừng keo lá tràm này vẫn tiếp tục đua sắc làm sáng rực một vùng mênh mông cát trắng. Đến Phan Thiết vào mùa keo lá tràm không chỉ cho bạn những bức hình siêu ảo, mà còn đem lại những trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên với vùng đất nắng gió này. Nếu một lần đến du lịch Phan Thiết, tin rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng hoa keo lá tràm Mũi Né lúc nở rộ. Ban Won và Bắc Chi được mệnh danh là quần đảo tím, ở Hàn Quốc là giấc mơ ghé thăm của các tín đồ yêu thích du lịch. Đảo Ban Won và Bắc Chi nằm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc nổi tiếng, được mệnh danh là quần đảo tím, sau khi sơn màu tím cho mái của khoảng hơn 400 tòa nhà, màu tím này được lấy cảm hứng từ loài hoa cát cánh bản địa. Ngoài ra, ở đây còn có những cánh đồng hoa oải hương,
hộp điện thoại màu thạch anh tím và đặc biệt là một cây cầu lớn, cũng được sơn màu tím thơ mộng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, hơn 100.000 du khách đã đến đảo Ban Buôn, tăng 20% so với năm trước. Kể từ năm 2018, hơn 490.000 khách đã đến thăm các hòn đảo. Quần đảo Ban Buôn và Bắc Chi nhỏ bé với tổng số dân khoảng 150 người. Kể từ khi dự án quần đảo màu tím bắt đầu, nông dân bắt đầu trồng su hào và củ cải, cả hai đều đã có thương hiệu, với 21.500m2 cánh đồng trồng hoa oải hương. Du khách khi tới đây có thể đi bộ giữa hai hòn đảo, trên một cây cầu màu tím mơ mộng. Để đáp ứng làn sóng khách du lịch mới đang ngày càng nhiều, quần đảo tím cũng đã bổ sung thêm một số tiện ích như mở thêm các quán cà phê, hai nhà hàng ở Ban Buôn và Bắc Chi, dịch vụ cho thuê xe đạp và một khách sạn nhỏ. Sẽ mất khoảng 6 giờ để đến đó từ Seoul bằng xe buýt hoặc ô tô riêng. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo, lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.